Bé này làm đồ thủ công. Dàn dựng Tú à? Nhảy múa không phải. Biết đâu nó nhảy đó. Chúc nhân tan chảy. Trời ơi, đâu mà đẹp dữ như con. Con gái em. Biệt tài tí hon mùa 2. Cảm ơn Dầu ăn Rani đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ là một thành phần vô cùng quan trọng cũng như không thể thiếu trong chương trình của chúng tôi, hai bình luận viên xuyên suốt của chương trình, nghệ sĩ Trấn Thành và MC ca sĩ Ngô Kiến Huy. Hôm nay đội hình liên quan với nhau ghê. Không có cái gì liên quan đâu. Anh em mình không nhất là bận đồ mùa hè mà. Thì mùa hè của anh là trên bãi biển, Huy à. Mùa hè của em là ở châu Âu. Còn mùa hè của em là đi dạo phố và shopping. Cái này là đồ ngủ mà. Ủa mọi người, từ đầu chương trình tới bây giờ chưa có một bộ đồ nào mà mọi người thưởng thức thời trang của em luôn á. Coi như tụi anh yếu kém đi. Yếu kém quá. Để bây giờ em sẽ mời hai nhân vật này ra. Em bảo fashion đảm của khách khứa coi làm sao. Em mà em bảo đảm là khách mời sẽ thưởng thức được cái gu ăn mặc của em. Hy vọng em nghĩ là như vậy. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai bình luận viên khách mời của chương trình, diễn viên Quỳnh Lập và ca sĩ Anh Tú. Thiệt luôn á, người ta đang cầm bên này, người ta bên này người ta cầm không muốn kìa. Sao kỳ quá vậy? Sao mà lúc nào chị có một sự ưu ái cho anh Tú hơn vậy? Không phải, tại vì chị vừa thấy ra, tại vì mới bị chê bộ đồ quá, mà chị mới vừa thấy Tú ra cái là thấy tương xứng liền. Không, bộ đồ chị xấu thật. Chị vậy? Là em nói một câu công bằng. Không, em biết là chị rất là mệt. Đúng không? Chị làm MC chị mệt lắm. Cho nên là chị sẽ tận dụng là chị làm xong MC xong chị làm chị ngủ luôn, mặc đồ ngủ rồi đúng không? Đi ngủ đi em. Rồi, với bộ đồ này thì cũng rất là tiện lợi. Sau khi em kết thúc chương trình, em sẽ leo lên xe, đi thẳng về nhà và leo lên giường đi ngủ luôn. Rồi, quan trọng là bây giờ ai sẽ về với đội của ai? Bây giờ em thấy thì bây giờ anh Bắp với cả Lập là mặc áo khoác ngoài, em mặc sơ mi thì em về anh Thành. Không, em thấy về là mình có hộp á. Có hộp đi ha. Cũng chiếu giống nhau ha. Style này ổn quá trời. Ừ. Style. Chúng tôi giống nhau là áo sơ mi đấy. Ok. Mời hai ban bình luận về vị trí của mình. Ban bình luận đã ổn định vị trí. Bây giờ Sam xin nhắc lại luật chơi của chương trình một lần nữa. Mỗi tập phát sóng chúng ta sẽ có 5 tài năng nhí xuất hiện và lần lượt trình diễn những tiết mục nhiều lĩnh vực khác nhau. 100 quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay sẽ giúp chúng tôi đăng nhập vào hệ thống của chương trình và lựa chọn ra thí sinh nào mà quý vị yêu mến cũng như là ấn tượng nhất. Và nhiệm vụ của ban bình luận ở đây là phải đoán xem tài năng thực sự của thí sinh đó là gì thông qua các gợi ý của chương trình. Nhưng mà lưu ý nha là phải xem xét thật kỹ, bởi vì ở đây ngay cả những vị lão đại, lão làng như là anh Trấn Thành mà vẫn luôn luôn bị sai. Trên đời mà. Đúng. Ai được sinh ra để đúng mãi chứ. Chúng ta còn phải báo để trưởng thành. Thành thứ ra là ngày hôm nay anh hy vọng là các bé bước ra sân khấu, chúng ta sẽ đủ sáng suốt để hiểu được các con, các cháu nó thuộc về cái mé nào. Dạ đúng rồi. Em hãy mời bạn nhỏ đầu tiên ra đi. Chứ anh thấy là khách mời đang nôn nóng, gương mặt đang
Chà, cái mặt em mong chờ ghê ha. Cho người ta thấy sự hào hứng đó coi. Khách mời đang rất là hào hứng và đang mong chờ các cái bé ra rồi. Bởi vậy bé bệnh bị sao đây nè, nét hào hứng của bên em nè, nét mặt hào hứng. Không, nét mặt của Lập là đang thưởng thức cái bộ đồ của em. Nhìn giống như cái bộ đồ chứ hoài vậy. Trời ơi, nó thấy thái độ. Bộ đồ của chị. Em đánh né nó ra rồi. Cảm ơn mọi người đã thưởng thức thời trang của em. Đừng là như vậy luôn. Chốt cái thời trang. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với thí sinh đầu tiên. Ngày gọi tia nắng long lanh qua mi. Chờ nụ cười em chân em cất lời tình yêu mây xanh là em hôn nhiên. Con là Cecilia Thảo Nguyên, con là Bình Tạch Tiến Hằng. Mọi người nhìn cô bé, mọi người thấy cô bé giống ai không nào? Chả giống ai, bé vẫn rất xinh. Nói chung là ông ơi, nói chung là giống ai em không biết mà chắc chắn là không giống chị rồi. Thôi chúng ta cùng đến với năm gợi ý của chương trình luôn nha. Màu Cecilia Thảo Nguyên, hát tiếng Đức, hát tiếng Pháp, thiết kế thời trang, hát tiếng Nga, hát tiếng Thụy Điển. Sợt ngay xem cái tên Cecilia là nước nào? Thụy Điển. Phải không? Tại vì Đức, tại vì nhà em là người bên Đức. Đức Hòa. Không, em thật mà thì thường hay ở Reinhardt này, hay vào Meyer này, kiểu vậy. Nga thì không phải Nga, ngày xưa anh em học là Grusia. Tiếng Pháp, tiếng Pháp thì nó lại quá quen thuộc với anh rồi. Anh gia đình anh Pháp mà. Thì đó, anh em mình hợp lại thì có Thụy Điển thôi. Ừ nhờ. Thế nhá, anh cũng không điêu nha, không đùa nha. Đã từng nghĩ là về già mình sẽ sang Pháp ở. S'il vous plaît, madame. Yeah, s'il vous plaît. Đúng rồi, mỗi người thì có một ước mơ. Giống như là anh Xì là Pháp, còn Huy là về già là muốn qua Nhật sống. Nhật hả? Nhật hay. Chính xác. Nhật hay, lịch sự. Không có sóc táp giành giật thí sinh như vậy. Anh đâu? À, yeah. Anh vừa tán em cái. Không. Cái anh lợn anh bị tán chi vậy? Đâu có ai nói gì anh đâu. Lập, về già em muốn sống đâu em? Ở chùa nghệ sĩ hay sao? Trời. Hay nào có nhiều thiên nhiên ta? New Zealand. New Zealand là nước em thích sống nhất. Yeah. Nhưng mà nó phải mang kiến trúc của phương Đông. Cái gì? Châu Á. Singapore. Cây không luôn, thiên nhiên. Singapore không? Cây thiệt, nhưng mà ở bên đó cuộc sống hơi khô khan xíu. Em Campuchia. Yeah. Cuối đời em sẽ về Siem Reap ở. Em sẽ đi bán nhìn nhện. Ghê vậy. Một ngày nào đó sẽ thấy Quỳnh Lập. Cả cho mày nhìn nhện nó khá bánh lộn, sắc khá bánh nhìn nhện nó khá. Cái này ừ. Cứng lắm. Bọn nhìn nhện bọn. Lúc nãy là cháu là nhắm mắt lại nhá. Cháu chỉ là hát nhép lại theo thôi. Nhưng mà rất có hồn các bạn ạ, rất có hồn. Như là một cái MV thật sự. Đấy, nên là phải hát thôi. Vấn đề là hát gì thôi. Theo Lập thì hát gì nào? Bên kia. Ủa, Đức. Mấy bốn nước này nước nào có biển ta? Nước nào cũng có biển hết. Cái này quay ở Việt Nam á Lập. Nhiều khi biên tập ẩn ý trong đó rồi sao? Nước nào mặc váy trắng ta? Mày điên à? Nước nào không mặc váy trắng? Nước nào mà cấm nhau mặc váy trắng? Con bé nó deep lắm, nó trúng. Cái gương mặt nó deep lắm. Đúng rồi. Một nè. Mặt mà bên trong á, giống như kiểu là hãy nhìn vào minh chứng sống đôi má em đây. Kiểu đấy đấy. Ừ. Nhâm dịch luôn. Đúng luôn hả? Ủa vậy là ý anh là thích cái thời trang? Đúng rồi, nhưng mà cái này phải là một biệt tài biết sao không? Minh chứng nè, đứa em gái tôi 2, 3, phô dáng. Wow. Ủa chị đang làm gì vậy? Em đang tia đồ ăn phải không? Em đang thấy món gì ngon trước mặt em nhìn. Thì ngon. Mọi người ơi, em xuất thân là một người mẫu ảnh. Wow. Cái dáng như trên hình đó em thấy. Đó, 2, 3 sâu coi. Sâu. Đẹp. Chịu. Thấy chưa? Đẹp. Thấy không? Em đã nói là xuất thân người mẫu ảnh mà. Tú, em phải nói một câu gì đấy mà mình thấy được cái sự trưởng thành của mình. Phân tích nào. Thì em nghĩ rằng hát thì bé này chắc là hát. Thì em này không nghĩ thiết kế thời trang. Tôi mê Thụy Điển nè. Thụy Điển này là nước của chồng chị Đoan Trang nè. Là nó có liên quan tới con bé không anh? Chị Đoan Trang bạn anh. Thì nói vậy thôi đó. Trời. Nhớ ra rồi. Gì vậy? Chuyện gì?
hết hồn Huy. Cái gì anh? Gia đình trông mong vào em. Tự nhiên em nhớ ra cái em sốc quá là em lại quên mất đi là em định nói cái gì nè. Không hả Huy? Khi mà nhắc đến cái chữ Thụy Điển, tự nhiên cái thôi Thụy Điển nha, chốt nha. Chốt lại Thụy Điển đúng không cả nhà ơi? Hả? Cái đất nước này vui nè. Thụy Điển nhá. Ok anh. Nào, 3 2 1. Thụy Điển. Chúng ta sẽ cùng gặp bé Cecilia Thảo Nguyên. Wow. Rồi. Xinh quá hả? Ôi. Xinh nhờ. Trời ơi trời. Melting. Tan chảy. Trời ơi. Ở đâu mà đẹp dữ vậy con? Cecilia ơi. Khi mà đứng bên cạnh con thì cô cảm thấy là... Cô hoàn toàn mờ câm. Mọi người không thấy được một sự tương đồng nào hết hả mọi người? Tương đồng gì em? Em nhìn đi, em lớn hơn nó bao nhiêu tuổi mà cái giò em bằng nó đó. Thôi Cecilia. Con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú nghe được không? Con tên là Cecilia Thảo Nguyên. Con năm nay 8 tuổi, con đến từ thành phố Bà Rịa. Hôm nay con đem đến 5 bộ đồ con thiết kế riêng dành cho cô chú. Thụy Điển. Phân tích. Thụy Điển. Ủa sao tự nhiên đánh người ta? Bản thân anh phải có chính kiến chứ, anh cãi lại đi, anh có hùa theo mà. Trước hết con muốn mọi người coi qua những bộ sưu tập con đã thiết kế. Bộ đồ đẹp quá chưa kìa. Đầu tiên là bộ bạch sắc cầu vồng. Một ngày á, con vừa mới thấy mưa xong thì bãi sắc cầu vồng nổi lên. Cái mẹ không cho con ra chơi, con buồn và chán. Thì con lấy sách ra và con vẽ ra bộ này. Hay quá. Ở con thấy ở Việt Nam không có ai đeo gió là gió bằng da. Cho nên con mới vẽ bộ này cho nó đặc biệt hơn. Yeah, hay quá. Con ơi, thí dụ mình mặc cái áo này rồi làm sao mình xài điện thoại cảm ứng con? Quẹt nó đâu có dính đâu. Ăn bánh xèo bóc làm sao con? Thì mình chỉ cần lột bao tay ra thôi là mình gấp được hết rồi. Lột hai tay được rồi đó. Mình đến với bộ thứ hai hả con? Dạ, bộ này là một lần anh con có mở nhạc thì con thấy nhạc đó nó cũng hay cho nên con nghĩ ra và con vẽ bộ này để mặc đi. Dancing hả? Dạ. À, con bé nó nói chuyện như một người chuyên nghiệp. Đỉnh đạt. Đỉnh đạt quá. Từ tốn. Hay quá con. Bộ này mình có thể đi shopping, đi chơi hoặc là đi dạo phố. Bé tinh tế. Mình đi shopping thì mình phải đi mua quần áo, mình phải thay quần áo á con. Thế cái đoạn lưới này mình lột thế nào? nó hơi lâu con hả? Tại vì nếu mình phải thay quần áo thử thì mới thấy đẹp thì mình lột cái lưới mình này. Mình có thể đeo luôn cái lưới và mình thay cũng được. Hay quá. Oh yeah, yeah. Mà I see. Cái chỗ là thường là người ta thiết kế đầm á, không ai mà làm cái túi phía trước hết trơn á. Bé làm được một cái túi hình ngôi sao để bỏ thẻ xe. Tiếp nè. Wow. Bộ này là bộ đuôi cá. Con rất là thích bộ này luôn mà con không biết mua nó ở đâu hết. Cho nên con để dành bộ này để lớn lên con có thể thiết kế để cho mọi người cũng mặc luôn. Beautiful. Cô biết là con thiết kế thời trang rất là đẹp. Bây giờ cô chỉ muốn con nói công tâm một điều là bộ đồ cô đang mặc thì có thể mặc đi đâu được con? Con mà nói đi ngủ là chú vỗ tay tới sáng luôn. Bộ này mình có thể đi chơi, đi shopping, đi dạo phố. Còn với lại đi trà sữa nữa. Thật ra là những cái đi của con đó là phù hợp. Là mình chỉ ngoại trừ là không đi làm MC nghe, đúng không con? Dạ, mình cũng có thể làm MC mà. Con bé nó có tầm nhìn. Nó nhận ra được cái gu thời trang của em. Không mà sao anh thích cái cách nó nói chuyện quá. Nhẹ nhàng, đáng từ yêu tốn. Trời ơi, con rất là sang trọng luôn đó. Cái cốt cách. Mặc cho những câu hỏi vô cùng hóc búa của các chú mà con vẫn trả lời một cách rất là gọn gàng. Bình tĩnh, dễ sợ luôn mà có được đi trà sữa này chứ. Sao dự cảm không lành? Tụi mình đó.
cái dáng tròn tròn lủng lủng kia là mì lắm. Tại sao lại chính giữa lại cái hình của anh Chí Tài ở đây vậy? anh đâu có mập dữ vậy. Vừa phải thôi nghe. Đây là anh Chí Tài không phải tôi. Không. Đây là năm món quà con dành tặng cho cô chú. Cảm ơn con trước. Mình mở quà được không con, chứ cô nôn quá. Dạ rồi. Quà. Two, three. Wow. Cưng à. Cưng nha. Ủa sao con giúp Lào? Giúp Lào. Tại sao con lại thiết kế bộ đồ này cho chú Huy vậy con? Cưng mà. Là tại vì nickname của chú tên là Bắp. Dạ. Và con thấy nó rất là dễ thương, cho nên con thiết kế bộ này cho chú. Đúng rồi. Con bé nó có một cái suy nghĩ rất là chi tiết nha. Hay thì mình nghĩ là Bắp là vẽ nguyên một trái bắp, nhưng không, bé vẽ từng hột bắp trên áo. Hay quá. Còn hay quá. Còn bonus thêm cái này là gì con? Sữa bắp. Dạ đúng rồi. Hay quá. Tại vì mọi thứ của Bắp thì con nghĩ nó cũng sẽ là tuyệt vời. Đúng rồi. Vậy tại sao con lại cho chú mang Ngô Kiến Nhi Quy? Mang dép Lào vậy con? Dạ, tại vì thoải mái với lại cũng phải mát mẻ luôn. Dạ. Đúng rồi con ơi. Sẽ cùng đến ngay với món quà thứ hai nha. Tiếp nè. 2, 3. Tóc anh đâu rồi? Ủa rồi cầm cái gì đó? Ở bánh mì. Ủa tự nhiên mặc đồ chi cho sang cầm bánh mì vậy? Tại vì con nghe chú Hoài Linh hay nói là chú Trấn Thành dành 2 tiếng để tập thể dục mà 8 tiếng để ăn lận. Biết được khung giờ sinh hoạt của anh luôn xịn ơi. Con ơi, ngoài bánh mì có ăn mè đen đúng không con? Đó là, các em nhìn kỹ đi, đó là con rô. Em bé nó ý là nói anh là người biết tính toán. Wow. Em biết không, em nghĩ thời gian con bé nó cũng chẳng nghĩ tới việc đó đâu. À vậy hả? Con ơi. Con chú đây thấy nè. Con gắn cọng ngò lên đầu chú Thành chi vậy? Dạ không. Cái này là cái gì? Là cái lông á. Con cũng thấy người ta là người nổi tiếng á, mình cũng phải cho người ta thay đổi phong cách. Người nổi tiếng. Trời ơi. Cô thấy là con vẽ chú Thành hơi bị ốm quá so với thực tế ở ngoài đúng không con? Sam, tay chân hơi mảnh khảnh đó con. Đừng có làm như vậy, con bé nó làm rất tốt. Nó đang vẽ chú Thành trước khi có hình hài này. Vậy bây giờ mình sẽ đến với món quà tiếp theo hả con ha? Có sữa, có bánh mì rồi. Vậy cái thằng mập nhất là em rồi. Chạy đi đâu được. 2, 1. Thủy thủ mặt trăng. Tại sao mình lại có những cái họa tiết cái nơ rồi hai cái này là cái gì vậy con? Bị phát ban đó em. Con thấy nơ nó rất là dễ thương với lại phù hợp. Và một lần con mở vào cái trang xuất hình của chú Huỳnh Lập á, thì con thấy chú cũng có một bộ là cái nơ. Chú có mặt rồi, người ta mới làm chứ. Nhưng mà con ơi, cái tím tím đó là cái mặt bàn hay là cái ra giường hay là cái màn đó con? Dạ, cái đó là cái áo khoác á. Cái áo khoác mình nóng cái mình cởi ra mình buộc hờ hững. Rồi, okay. Bây giờ mình sẽ tới với lại nó mập nhất đó. 3, 2, 1. Đó là Ủa con có thương chú Tú không vậy? Dạ con coi trên Gia Đình Là Số 1. Đúng rồi, trời ơi, người ta có nghiên cứu về nhân vật đàng hoàng. Nhưng mà thực sự cái bắp chân đâu? Nói đi, nó phải nói lại là không đùa được quả bắp chân này. Không đùa được. Không đùa được quả đấy anh ạ. Nó vặn vơ, nó to. Ủa con, cái đó là đồ thể thao hả con? Dạ đúng rồi. Sao mà nó dài như cái đầm ngủ vậy? Cái style nó như vậy mà. Style kiểu rộng rộng á. Áo oversize. Rồi. AT là gì, ăn tiền hay ăn thịt con? AT là gì con? Anh Tú, anh em nói thẳng là anh Tú. Đúng không con? Lát hồi nói ăn là thịt chứ. Là anh Tú đấy. Là anh Tú đấy.
Và bây giờ đến với một bộ đồ mà em nghĩ là thời trang nhất. 3, 2, 1. Là con gái phải xinh. Cô Sam là đi chơi nhiều quá bị người ta trói chân lại phải không con? Dạ không, những người nào mà có đôi chân thon và đẹp như cô Sang á sẽ được mặc mang những cái đôi giày như thế này, nó sẽ là nổi cái chân lên. Cô Sang đang cầm cái gì trên tay thế? Đó là trà sữa. Trà sữa, trời bé biết là em mê trà sữa. Con bé nó biết hết, nó tìm hiểu hết. Riêng tôi là nó cắt tóc ha. Dạ không phải, chỉ là khi mà đội nón vào con nghĩ chú sẽ vuốt cái tóc lên đây và đội vào á. Ôi thông minh quá nhỏ. Còn nói gì nữa? Vỗ tay thưa quý vị. Tôi thiết nghĩ là quý vị cũng không cần phải lăng tăng gì trong đầu. Bởi vì con gái em giờ em là thấy là con gái em rồi. Con là người nước nào chính xác? Con là người Đức. Đức. Đây 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 chỉ cho nè. Hồi nãy nghe nói có cái ông kia ông sống bên Đức ghê gia lắm. Đình, ờ, dòng họ. Gia đình dòng họ Đức, chú bác cô Đức hết rồi xong, không có họ đó đâu. Sợt ngay xem cái tên Sicilia là nước Thủy Điển. Thủy Điển. Tại vì nhà em là người bên Đức. Tại vì nhà em là người bên Đức. Đây nè, con nghe nè, con nghe nói tiếng Đức nè. Chú, hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Nói tiếng Đức cho nhau nghe. Ich hasse wirklich, ich nicke danke, ich... Hay quá. Chứ không phải, con nghe nó không có giống như tiếng Đức một chút nào hả ta? Không có giống như tiếng Đức một chút nào. Nói một câu nào là tiếng Đức. Bất cứ một câu nào. Danke schön. Danke schön là cảm ơn. Quan trọng con hãy nhìn những bộ đồ của cô chú bận ngày hôm nay. Ờ, chỉ cần nhìn đồ thôi con. Con nhìn đồ chú Tú mặc rồi đó. Không đơn giản. Con gái ơi, bây giờ con lựa chọn đội nha. Con thích về đội của chú nào nè? Con thích thay đổi. Ừ, nhưng mà bây giờ mình phải chọn một đội thôi. Mà mấy chú quay lưng lại đi, lấy mấy chú quay lưng lại nè. Mình quay lưng lại. Mấy chú quay lưng lại, mấy chú không thấy. Sao cái màn quay lưng này đau tim quá vậy? Rồi con tiến tới và con nắm tay hai chú nào mà con muốn về nha. Nghi quá. Anh Thành đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Phải thực sự nhìn bức hình là em cũng nghĩ là sẽ không chọn hai anh em mình. Bây giờ con nói là con tên gì? Con tên Cecilia Thảo Nguyên. Tài năng của con là? Thiết kế thời trang. Và mọi người hãy bình chọn cho con nha. Và mọi người hãy bình chọn cho con nha. Tạm biệt bé Cecilia vô cùng đáng yêu. Chúng ta sẽ đến ngay với thí sinh nhí thứ hai. Bé Trúc Linh, không biết là ban bình luận của mình có phán đoán gì sau khi xem xong clip bé đàn một bản nhạc piano. À, thì thường nhạc chỉ là bé đàn thôi. Đúng rồi. Và chắc chắn sẽ không liên quan đến đàn. Không liên quan tới đàn đâu. Thành thử ra thôi, em nó còn nhỏ, em nó sẽ học làm sao. Coi năm gợi ý của chương trình như thế nào nha. Ừ. Bé Nguyễn Tạ Trúc Linh, đàn piano, đánh trống, múa ba lê, ca hát. Đáp án khác. Đáp án khác hả? Lại sao một chương lần trình nữa? Lại có thể cho một cái ý ở đáp án khác nhờ? Mà đáp án khác là cái gì? Nghe nó có vẻ mà thách thức, mà khiêu khích thế nào. Nghe rất là muốn chọn nó, nhưng... Không.
Đừng để ba tổ chức lừa. Chiêu mà. Chiêu. Làm cho có vẻ là bí hiểm, đi vào là ngõ cụt đấy. Đúng. Anh chọn gì vậy? Nói đấy. Em cũng vậy. Lộc ơi, theo thông tin mà sơ bộ mà khi mà anh ngồi ghế này á, mỗi lần mà nó ra cái chữ đáp án khác ba cái từ đó lúc nào cũng ra xác suất đến 80% lần. Còn những cái đáp án khác xác suất tầm 15-21%. Theo em là mình chọn đáp án này. Mình né cái chữ đó ra đi. Né đi, lỡ gì khi lần này là lần khác rồi sao? Không, anh đừng có để cho chương trình dung túng anh về những cái điều mà gặp đáp án khác là mình cứ đẹp đáp án khác mà mình làm. Ở đây á là bây giờ mình thấy là chỉ có đáp án khác hoặc là đánh trống là hai cái có khả năng xảy ra nhiều nhất. Ê, đánh trống đi chứ ha. Nhiều khi cũng có thể lắm em. Trống cũng hay, nay em cũng đang cũng nghĩ trống. Trống là có cơ sở nha, tại vì đó đánh khi mà bé nhấn phím á nó rất là lực. Tăng 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 như là không đâu có liên quan. Không không liên quan luôn. Ừ. Tôi mới sai với vấn đề rồi. Vậy chốt đáp án là trống nhá. Đáp án khác đi. Trống nhá. Ờ giờ mỗi bên chọn một đáp án đi. Đáp án khác. Đánh trống. Cả hai đội đã có đáp án của mình. Để xem đáp án có chính xác hay không, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Trúc Linh. The power of love. Aroma of wonder. A look in your eyes. A hold of your mother. And if you chào con gái. Con gái ơi, con gái giới thiệu lại về bản thân của mình cũng như là tài năng thực sự của con cho bốn chú với kia nghe được không? Cả tên Trúc Linh, con 7 tuổi, tài năng của con là hát. Hát hay là cũng diễn tả rồi, giống cô Celine này nọ. Nhưng mà thế này nè, bây giờ mình phải nói thật với nhau nha con nha. Thế vừa rồi là con hát là chỉ đúng cao độ này nọ thôi, chứ chưa có chuẩn đâu nha. Con phải luyện tập nhiều hơn nữa con nhé.
Dạ. Với cả em nghĩ một phần là bé nghe nhạc nước ngoài nhiều và cái hát đó của người nước ngoài. Quan trọng là cái chất giọng của bé có là một cái chất giọng nội lực, mình có thể tập luyện lại. Chú Thành chúc cho con sẽ trở thành một ca sĩ thiệt là đẹp, hát thiệt là hay trong tương lai. Cảm ơn chú Thành. Chú Thành là... ngoài cô Celine Dion ra còn thích cô nào nữa? Dạ cô Mariah Carey. Thật ra là những cái dòng nhạc của những tượng đài về âm nhạc mà con vừa mới kể ra hơi thính phòng, mà đây lên một nốt opera coi. Quá chuẩn ngữ đó. Nói là thấy các chú không hiểu gì về âm nhạc. Nhạc của Mariah Carey, Celine Dion làm gì là nhạc thính phòng? Đó là nhạc pop. Đây, để chú hát thử con nghe một câu này, con nghe có quen không nhá. There's a hero. Bruh. Không quen rồi. Không quen. Đây, nó sẽ là như thế này. Đó. Quen không con? Quen không con? Không, bài đó không nổi tiếng bằng bài này. I can't live, the living is without you. Đúng không? Phải bài đó không? Không quen luôn. Bây giờ bài chốt luôn nè. Bài chốt. When you believe là bé biết. Không, bài này nè, bài hồi nãy nó nói nè. Near, far, wherever you are. Đúng chưa? Dạ đúng. Đó. Nhưng mà con chỉ cần học về cách kiểm soát nội lực của con thôi. Giọng con rất là mạnh rồi. Như thế này. Nếu mà nói thường kiểm soát, mình phải có kỹ thuật. Đó, bây giờ là mấy chú ra sức thuyết phục con hết rồi. Con chọn đội nào thôi? Là chú Huy. Cái chỗ con gà không cần phải nói gì quá nhiều. Hát chứ điều muốn ói cũng không. Ông anh em là đi từ kỹ thuật. Hát mà muốn rét bao tử. Con ơi, hãy nói cho các cô chú ở đây biết con tên gì nào. Con tên Trúc Linh. Bây giờ tài năng của con là hát. Nói tông cao luôn nha, lên một ảnh 8 trên nha. Hãy bình chọn cho con nhé. Hãy bình chọn cho con nhé. Trời ơi, sao con dẫn vậy? Cảm ơn con. Vẫn còn 3 tài năng nhí nữa. Và để biết được ba tài năng nhí tiếp theo sẽ trình diễn những tiết mục gì, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé thứ ba. Wow. Không biết là ban bình luận của mình có tin vào gợi ý đó của chương trình hay không? Không. À, chúng tôi đã bỏ thói quen đó từ lâu rồi. Chúng ta cùng đến với năm gợi ý của chương trình luôn nha. Bé Trần Lâm, sân bóng, đàn ca tài tử Cần Thơ, chơi nhạc cụ bằng ống nước, xoay Rubik nhanh, boxing. À, lại nữa, là có những địa danh. Thật ra thì cái boxing với em nhìn thì em biết, nếu mà em nghĩ là quay, tại vì bản thân em cũng đã từng chơi boxing rồi. Cái gì em cũng chơi hết vậy Tú? Em chơi thật, em nói thật mà. Thì tất cả những cái thế đánh của bé là em biết hết. Và bé đánh bị sai thế thì boxing chắc chắn là không phải. Còn có quá nhiều thứ như này thì em sẽ chọn tưng bóng. Tại em tưng bóng là nhẹ nhất, chả biết chọn thứ gì. Kiểu phân tích giống như là thôi kiểu buông xuôi. Trời, sao tôi thấy mà tôi mất niềm tin như đồng đội tôi ghê. Đây nè, chúng ta
sống trên đời này phải thông minh một tí. Tia cái góc phụ huynh bên kia. Dưới gương mặt của vị phụ huynh đó, tôi nhìn giống nghệ sĩ hát cải lương. Hoặc coi như là cho xác suất lệch nhất có thể là chỉ là tân bóng, là huấn luyện viên dạy rồi nắng nôi rồi tân bóng. Đúng không ạ? Nó chỉ có hai cái mé đó thôi. Tụi mình phải xúm vô cái chỗ đó, chia địa phận ra mà cai quản. Đúng rồi, mình chốt đáp án luôn nè. Chia đi. Vậy là anh Thành với Tú cùng chốt đáp án là đơn ca tài tử. Anh Huy và Lập chốt đáp án là tân bóng, dĩ nhiên tân bóng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với bé Trần Lâm. Rồi, rồi. Con ơi, con đá banh ở đâu? Dạ, con đá banh ở sân bãi cát. Sân bãi cát hả? Gần nhà. Con chơi bao lâu rồi? Dạ, con chơi từ lúc 6 tuổi. Rồi. Ồ, giỏi quá nha. Trai, bây giờ hả, con thể hiện cái tài năng của con cho mấy cô chú thấy luôn nha. Dạ. Thử thách 1 của chúng tôi. Trong vòng chỉ 60 giây, bé Trần Lâm phải tân bóng được ít nhất 80 lần. Bắt đầu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 116. 116 lượt tân bóng trong vòng 60 giây. Vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Ủa, mới chào sân thôi đó. Chào sân thôi. Wow. Thế thử thách thứ hai là bé sẽ vừa tân bóng và phải vừa vượt qua được hai chướng ngại vật. Wow. Bắt đầu. Chơi ra. Này phải tập trung lắm á, cười là xì là rớt banh liền đó. Làm cái dáng rất giống mà xìm nha. Nó tân quá. Ừ, cái dáng cái chân thẳng băng à. Và hiện nay hiện trường đang rất là nghẹt thở và không ai có thể nói được một câu nào, bởi vì vâng, thưa quý vị, vâng, hai bóng, vâng, vẫn giữ bóng, vâng, bóng vẫn trong chân, thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, chưa bao giờ cầu trà và sôi nổi như hiện nay. Vâng thưa quý vị, gần rất qua hiểm. Rồi. Dòng 16-50 rồi. Và xuất đi. Vâng. Vâng thưa quý vị, và có vẻ cầu thủ vẫn chưa mệt. Vâng thưa quý vị, và một lần nữa còn lại chinh phục cầu trà và lần 2 thưa quý vị. Vâng. Không, đây lần này không phải là cầu trà và cầu Sài Gòn thưa quý vị. Dài hơn, độ dài hơn. Vâng. Và xuất đi. Vâng. Thử thách 3 sẽ là một việc khó khăn hơn nữa. Chúng tôi có một khung thành ở đây. Bây giờ thử thách dành cho bé Trần Lâm là phải sút bóng chính xác vào xà ngang của khung thành ở đằng kia. Bây giờ quá. Chú Lập chụp gôn, cháu sút vào mới hay. Đúng trời không? Ơi, Lập ơi, em thủ môn cố lên Lập ơi.
Bây giờ nó đá mà văng cái miếng mềm mềm ra biết. Con chờ nghe con trai nha. Chú này không đùa đâu con. Con cứ cố lên. Hồi nãy Kim tốn như em mà đâu có nhục mặt dữ vậy. Tôi đã cấp cứu. Here we go. Người ta cầu thủ có khác đúng không? Người ta chơi chơi có khác. Tôi nằm đó rồi, biết số dưới đầu tôi rồi. Không phải đâu. Quá con trai. Hồi nãy chưa quen thôi, chứ chơi nhập lại cũng vậy à. Con trai giỏi quá. Giỏi. Ngày ăn mấy chén cơm? Một chén. Hả? Một chén. Con chén mà sao còn chắc như cua thịt vậy? Cơ đó. Con trai sau này lớn lên có muốn tham gia vô con đội tuyển quốc gia Việt Nam không? Em muốn. Muốn à? Nếu mà con muốn thì nói thiệt con luôn là cái chuyện đó là phải thôi. Mình phải phấn đấu đúng thôi rồi. Đúng không? Phải phấn đấu. Dạ. Đáp anh là mình phải. Con tôi ấy cưng quá à, tròn vo à. Chú Thành á, có cái phán đoán á, là có thể là ba của con á, là huấn luyện viên. Chú nói là một trong hai, một là huấn luyện viên, hai là ông thầy đờn thôi. Đúng không con? Vậy ba con làm nghề gì? Ba con làm nghề giao hàng. Lão đệ, già rồi mà sao phán đoán hồ đồ vậy? Ủa vậy chứ là cái này con có cái tân bóng này con tự học hay là có ai dạy cho con không? Dạ con tự học từ lúc 6 tuổi. Wow. Tự học lúc 6 tuổi kìa. Con trai phải học cho giỏi, phải đá cho giỏi. Con có biết chú Bùi Tiến Dũng không? Em biết. Con biết chú Hải không? Em biết. Biết luôn đúng không? Bạn chú. Bạn chú hết. Con biết chú Park Hang-seo không? Em biết. Cái chú Park Hang-seo đó bạn chú luôn. Trời ơi. Bạn vợ chú bạn nhiều quá vậy. Gia đình chú quen hết. Quen lớn, quen mạnh lắm. Thành thử ra bây giờ tài năng quá, đá banh như vậy là phải về với gia đình chú thôi. Thật ra thì hồi nãy hai chú này là cố tình không chụp chúng để chi? Để người ta thấy được cái tài năng của con là xuống tới đâu là vô tới đó. Với lại là chú đã đá vị trí tiền đạo. Wow. Con đá vị trí gì? Chứ phải hai chú dở hả? Con đá vị trí nào? Dạ, đá vị trí tiền đạo. Vậy là quá một cặp bài trùng rồi. Đây, còn chú này đang đá vị trí xích đạo. Đây là cầu thủ giỏi. Con nên về với những người người ta biết đá banh đi, người ta chỉ cho con. Chú Thành thì đá dở lắm, chú Thành không có thể giúp con được gì. Chú Thành chỉ có lời động viên thôi. Con trai, và bây giờ quyết định của con là về với đội nào? Dạ. Dạ, về với đội chú Ngọc Kim Huy. Trời ơi, đó. Trời, giống như là tôi mang lại sự may mắn hay sao á. Em không cần nói gì quá nhiều không? Ủa ngày hôm nay làm sao vậy? Các cháu hôm nay làm sao vậy? Các cháu hôm nay làm sao vậy? Đúng rồi. Nào con trai, còn để gì nữa? Ôi nào con trai nữa trời. Con tên là? Con tên là Trần Lam. Tài năng của con là? Đá bóng. Và hãy bình chọn cho con. Và hãy bình chọn cho con. Việt Nam vô địch. Ngô Chiến Huy đối đầu với nghệ sĩ Trấn Thành dày dặn kinh nghiệm, sự dẫn dắt duyên dáng dễ thương MC Sam,
60 năm biệt tài nhí với các tài năng mới lạ, độc đáo. Ai sẽ sở hữu được các biệt tài nhí mùa thứ hai? Đón xem biệt tài tí hon mùa 2 vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Biệt tài tí hon mùa 2. Anh Thành và anh Tú, tại sao mà mình không có chiêu mộ được tài năng nhí nào về với đội của mình hết? Trời ơi, chết rồi. Bây giờ anh không biết phải nói như thế nào. Bữa nay mà còn hai đứa cuối mà chọn bên kia luôn thì tụi mình đội cái mâm, đội mâm đi về thì không biết nói gì nữa. Rồi, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai tài năng cuối cùng của chương trình. Người có để ý thấy gì không? Em chỉ để ý một chi tiết mà em nghĩ là nó rất là kỳ lạ của khoa học. Bắt là bạn ấy dùng hồ để dán xung quanh, nhưng mà hồ nó sẽ nở thành keo trong. Tức là một sự dàn dựng không hề nhẹ của mình tổ chức. Vậy là cái clip này hoàn toàn gây hoang mang. Bỏ, coi cho vui. Chúng ta cùng xem năm gợi ý của chương trình. Bé Bùi Thị Thị Linh làm đồ thủ công, đang móc len, đoán khẩu hình, ca hát, nhảy múa. Bé này làm đồ thủ công. Dàn dựng Tú à? Nhảy múa không phải. Nhảy múa là nhìn cái hình này không phải nhảy múa. Biết đâu nó nhảy đó. Ca hát không cái phải. Cái nhảy múa này nó bao hàm nhiều cái lắm nha. Nó có thể là múa dân gian nữa đó. Lát ra là múa truyền thống dân gian. Múa sen anh. Múa dân gian đó. Múa dân gian á. Múa mâm. Truyền thống đó. Tất cả chúng tôi quyết định nhảy múa. Vậy là ba bình luận cùng thống nhất đáp án là nhảy múa. Chính xác. Lại một lần nữa cùng chung đáp án, nhưng mà luôn luôn bé vẫn chọn về chỉ có một đội thôi. Rồi xem sẽ thái độ gì rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Thùy Linh. Trong đêm vui nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa, mẹ về đứng dưới mưa che nắng con nằm ngủ, cánh từng bước chân thù mẹ ngồi dưới cơn mưa. Yeah.
Con nghe giọng hát của con ngọt ngào quá à. Con học hát lâu chưa? Dạ con mới học được 1 tháng ạ. Con có cái gân đẹp. Con là học 1 tháng mà gân mà như vậy là rất là tốt rồi. Nếu mà con học thêm nữa chắc chắn là sau này tương lai rất là sáng. Từ nãy giờ mình hát nhạc tình cảm rồi, là con biết mình có hát nhạc vui được không? Dạ con sẽ hát nhạc cách mạng ạ. Ồ. Dạ con sẽ hát bài Tàu Anh Qua Núi ạ. Rồi thử nha. Tàu Anh Qua Núi nhá. Bài này khó lắm ấy. Mình hát một đoạn điệp khúc nha. Bài của cô Anh Thơ đấy nhá. Lời yêu nhau. Giọng như chim không thánh thót, như chim sơn ca. Ừ, vậy là sau này con muốn làm ca sĩ hả? Dạ vâng ạ. Thế con yêu thích cô ca sĩ nào? Dạ con thích nhất là cô ca sĩ Mỹ Tâm ạ. Wow, cô Mỹ Tâm là bạn thân của chú đấy. Anh nhiều bạn thân, nãy giờ bạn thân toàn thua không? Nãy giờ anh nói bạn thân là bạn nào thì chú thua. À, cô Mỹ Tâm là bạn bình thường của chú. Úi dồi ôi, chú thấy là con hát là tan chảy cả ra. Rất là tình cảm nhá. Huyền thoại mẹ cháu đã hát rồi, thế còn chần chừ gì nữa mà cháu không về đây để chú bảo bạn thân của chú là chú Trịnh Thăng Bình viết ngay cho cháu một bài huyền thoại cha, để cha mẹ cháu đều có huyền thoại, đúng không? Mình phải chia nhau mà có huyền thoại với nhau cho cùng cháu ạ. Còn chú Bình Lập đây là một đạo diễn trẻ, dẫn cho con hát một cái bài hát nó có hoạt cảnh, có múa mai quay cuồng này nọ để phổ bổ trợ cho con. Đúng cho rồi, giọng hát của con được thăng hoa tỏa sáng nhất có thể. Con đã thấy tấm lòng của hai ban bình luận rồi đó, ai cũng muốn con về với đội của họ hết. Vậy bây giờ quyết định của con là con muốn về với đội của ai nè? Dạ bây giờ con sẽ về đội của chú. Chuyến đi và chúng mình là bạn. Anh là bớt bạn thân là ok. Không, em nghĩ là anh Thành không làm bạn với ai hết nữa. Đừng thân hay là bạn bình thường gì hết á. Dạ, con tên là Bùi Thị Thùy Linh. Thùy Linh, và tài năng của con là ca hát ạ. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho con. Mọi người ơi hãy bình chọn cho con để con được vào vòng tiếp theo nhé mọi người. Cảm ơn con, giỏi quá. Trời ơi. Không sống nổi trên trái đất này. Không sao hết, vẫn còn một niềm hy vọng cuối cùng. Tôi không hy vọng gì nữa. Chúng ta phải chiến đấu tôi ạ. Biết đâu chỉ có mỗi một bé mà bé này mà tài năng mà được mà bầu chọn nhiều nhất mình vẫn thắng tôi ạ. Đúng rồi, phút 90, còn chưa biết. Nhưng mà em chỉ muốn nói này cho mọi người hiểu. Thực sự là em và anh hiểu. Xin là cũng anh em là cũng dự tính trong đầu thôi. Chúng tôi hiểu hết. Cũng là vòng từ 1 cho tới 4 là anh em cũng chơi cho vui. Ủa? Còn cho vui. Đến vòng thứ 5 là hết vui rồi. Để biết là mọi người rất là nôn nóng rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với biệt đội thí sinh thứ 5. Ô bên này là cái biệt tài cuối là đá banh hay em hay là gì mà kéo nguyên 7 người lên rồi à? Hay là đây là một cái nhóm nhạc a cappella giao hưởng à? Ờ à, có khả năng nha. Để biết thêm chi tiết chúng ta sẽ cùng coi 5 gợi ý của chương trình như thế nào nha. Nhóm 7 cô ba Long An, thể dục nhịp điệu, hát tốt ca, nhảy dây nhóm, võ nhạc.
diễn xuất. Riêng về phần võ nhà là loại bỏ liền. Kỳ cục nhất mà lại đọc cái nhóm 7 cô ba Long An chơi võ nhà. Chỉ loại trừ cái đáp án võ nhạc ra thì em nghĩ là bốn đáp án còn lại đáp án nào cũng có khả năng hết. Cái nhóm này thế nào nó cũng là nằm trong mà cái phạm vi là sport. Em thấy là thể dục nhịp điệu. Mấy thường là mấy bé nào còn tới tuổi này là ba mẹ hay cho hai đi học thể dục nhịp điệu lắm. Không, nếu mà này diễn xuất cũng có khả năng nha, này là đủ người thành viên làm biểu kịch nhỏ. Tại vì dùng cái tên nhóm là cô ba. Tại vì hồi nãy em thấy các bé quay hay kiểu MV đó, các bé cái mặt hơi sượng sượng chứ chưa có linh hoạt lắm. Bây giờ thế này, hai bên mình cũng chia khu vực ra mà quản nhá. Như vậy thì địa bàn chia ra tiếp nào. Chúng ta là phải chia địa bàn thôi. Vậy chốt đáp án là hiền đệ. Đây là cơ hội cuối cùng để đệ chứng minh rằng là đệ không có suối quẩy. Nghe thôi, nhảy dây nhóm đó. Cái môn nhảy dây hay mình chọn thể dục được không? Ok, vẫn phải nghe thôi, thể dục nhịp điệu. Đó, trong nhóm mà có tiếng nói gì đâu. Anh Thành, anh hỏi người ta đã mà không tôn trọng gì hết trơn. Rồi, chú ba, tôi theo chú. Chú chọn cái gì? Nhảy dây. Tôi theo chú ba. Nhảy dây. Anh Thành và Tú chốt đáp án là nhảy dây. Còn chân chơi gì nữa? Đâu? Còn một đáp án nữa thôi. Đó là thể dục nhịp điệu. Anh Huy và Lập chốt đáp án là thể dục nhịp điệu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhóm 7 cô ba Long An. Tell me all about this name. Tôi xin chân tiếp viên trưởng cùng phi hành đoàn chào mừng quý khách đến với hãng hàng không DQ Airlines trên chuyến bay mang số hiệu BTTH2 2018 khởi hành từ thành phố Tân An, Long An đến thành phố Hồ Chí Minh. Xin vui lòng thắt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Ladies and gentlemen, welcome on board DQ Airlines flight from Tân An City, Long An Robin to Ho Chi Minh City. Please seat belt secure on baggage underneath seat or in the overhead. Xin quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Your seat and table tray and the upright position at the flight. Xin quý khách vui lòng tắt các thiết bị điện tử bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động, tai nghe, laptop and mobile phone. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn DQ Airlines. Chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Aerosmoking R2B, thank you for choosing DQ Airlines. Enjoy your flight. Trời, cái duyên vậy. Xin quý khách vui lòng hết dây an toàn, vì trong suốt cả chuyến bay Việt Tài tí hon sẽ có rất là nhiều tiết mục vui nhộn. E rằng quý khách sẽ cười lọt ghế. Kìa. Xin quý khách vui lòng không sử dụng các thiết bị điện tử để quay các tiết mục của Việt Tài tí hon. Để bấm lên nút câu like. Nếu quý khách xem thì hãy chờ đến khi chương trình phát sóng, chúng tôi sẽ thông báo trên phần ba Việt Tài tí hon. Cảm ơn quý khách ạ. Trời ơi, ba Trùm. Xin quý khách vui lòng không hút thuốc trên máy bay. Tôi xin nhắc lại, quý khách không được hút thuốc trên máy bay. Nếu quý khách không tuân theo luật của sân bay thì buộc lòng chúng tôi phải gọi an ninh sân bay. Alo an ninh sân bay, hãy đến ngay máy bay Biệt Tài tí hon. Có một người hành khách hút thuốc mà không chịu tắt. Xin cảm ơn. Trời ơi trời, giống như tôi lọt vô ở đâu quân đội vậy trời. Quý khách, phi cơ trưởng đã tắt tín hiệu cây di an toàn. Và bây giờ quý khách có thể đi lại trên máy bay. Tuy nhiên vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ di an toàn thắt chặt trong trường hợp có biến động bất ngờ. Trên máy bay chúng tôi có phục vụ nước giải khát và thức ăn nhẹ. Xin quý khách vui lòng liên hệ với các nhân viên của phi hành đoàn để được phục vụ tốt nhất. Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ? À, dạ cho em nước lọc nha chị. Quý khách chờ chút. À, dạ cảm ơn chị. Quý khách đây ạ, chúng dạ. Khách ngon miệng. Trời ơi. Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ? Có trà sữa không? Dạ không. Cho gì cũng được.
cho dĩa mì đi, cho dĩa mì đi. Khó chịu đấy. Khó chịu. Giận như dỗi chứ. Thôi ăn dầu ua thôi, mì mập lắm, ăn dầu ua thôi. Giận, giận lắm, giận lắm. Bắt đầu dằn mâm sáng chén rồi đó. Ừ. Nói chứ đi cháy nước lọc được rồi. Bắt. Vẫn kìm rồi, kìm dế, kìm dế. Hai chai. Quý khách đẹp, chú quý khách không miệng. Trời ơi, các bạn. Xin chào quý khách và chào mừng quý khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Giờ địa phương là 9 giờ sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí thắt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng tôi dừng hẳn và tín hiệu cây dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Và xin thay mặt cho hãng hàng không DQ Airlines và toàn thể phi hành đoàn, cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách có một năm chương trình biệt tài tiếng Hồng mùa 2 2018 thành công tốt đẹp. Rất quyết đoán luôn nha. One day I'll finally know your soul. Chú Thạch chỉ hỏi lại thôi, tài năng tụi con là gì? Dạ tài năng của tụi con là MC với lại diễn xuất. Ở đây ai MC và diễn xuất hả tụi con? Chỉ có MC. Không, chú hiểu rồi. Chú hiểu, nhưng mà ý chú hỏi là ngoài tụi con ra thì ở đây ai là em vừa là MC vừa diễn là em vừa là MC vừa diễn xuất à con? Bố ngoặt ca sĩ nữa con. Quan trọng nè, quan trọng là tụi con có biết chú Trấn Thành không? Dạ biết. May quá. Nếu mà tụi con không biết chú nữa thì thôi, chú chết cho con vừa lòng. Đấy con, bên đây cũng là MC, đây cũng là diễn viên. Cái gì nó tách ra thì nó chuyên môn hơn, với hai cái gộp vô chung mà nó hầm mà lằn, nhiều khi không có phân biệt được, làm cho tụi con bị rối. Em mới chửi không? Đồng đội em đó. Năm sáu thứ nó dồn một đó em. Nhưng mà giờ mình làm MC thôi, tại diễn viên là em đảm nhiệm diễn viên rồi. Không, có mấy show đi hát nữa. Xong rồi mấy show dẫn, mấy show làm đạo diễn, mấy show làm. Nhưng mà bây giờ nói với mấy bé là mình làm MC, mình kêu về MC mấy con ơi. Các con ơi, tụi con diễn xuất là quá hay rồi. Ai chỉ con làm cái này vậy? Dạ cô. Hay quá, bà cô quá hay quá. Cái tụi con cần, tụi con phải hiểu, mình thiếu gì mình cần cái đó, đúng không? Tụi con đã có một người cô, tụi con cần một người thầy. Thì người đó là phải là chú Thành thôi, đúng không? Hãy về với đội của chú Thành. Còn chú Huy và chú Lập. Con ơi, tất cả chỉ là đời lời đường mật thôi con. Đúng rồi, tụi con là một đội ngũ những tiếp viên rất là trẻ trung, năng động và tài năng. Tụi con cần một phi công chính và một phi công phụ để điều khiển chiếc máy bay, đúng không? Mình là tiếp viên phải có phi công chứ, đúng không? Phải có phi công để chở tụi con đi chứ. Đây, kinh nghiệm lái máy bay điện tử à, rất là tốt. Máy bay điện tử. Tụi con hãy chọn về với những người mà tụi con yêu thương nha. Rồi. Nhưng mà quan trọng là bé nào đại diện nói là chứ bảy bé mà chọn bảy nơi là em cũng không biết sao. Tôi có hỏi ý đi. Bây hỏi giờ ý đi, hỏi ý nè. Rồi xong bà đầu đàn bắt ra bà nói nha. Đại diện tổ trưởng khu phố. Rồi rồi. Ủa hỏi ý mà kỳ vậy? Nội nó. Rồi lát nữa là chia 5 sẽ 7 thôi các con. Mình chọn, chọn mỗi người chứ cả. Hỏi ý gì mà nghe hết trơn đi. Hỏi ý gì mà nói nghe hết trơn mà này vậy. Mình chọn chung một cái quý. Mình cũng chẳng. Trời ơi, quay qua nhìn nữa. Tôi nằm sẵn tư thế rồi đó, ai làm gì làm nha. Welcome to Lập Quy Airport. Tụi con ơi, bây giờ tụi con ai là người sẽ nói ra sự lựa chọn của nhóm mình? Cô mời Khánh Trân. Hy vọng của một số người đang đặt trên vai con. Dạ con chọn chú Trấn Thành. Trời ơi. Hey.
ơi, cảm ơn tụi con. Tụi con kêu gọi bình chọn nha. Tụi con đứng hàng ngang. Nghiêm. Chúng ta hãy nói to. Tụi con là nhóm cô Ba Long An. 2, 3. Tụi con là nhóm cô Ba Long An. Quý vị ơi, 2, 3. Quý vị ơi, bình chọn đi. Bình chọn đi. Cô Ba nè. 2, 3. Cô Ba nè. 2, 3. Cô Ba nè. 2, 3. Rồi, cảm ơn các con. Cùng điểm qua 5 tài năng nhí trong đêm nay. Mở đầu là bé Cecilia Thảo Nguyên xinh đẹp. Bé đã tự thiết kế 5 bộ trang phục hết sức độc đáo dành riêng cho các ban bình luận và MC Sam. Cô bé Trúc Linh có chất giọng đầy nội lực. Trần Lâm đã trổ tài tầng bóng và suốt bóng của mình thật chuẩn xác. Thùy Linh, cô bé nhỏ nhắn với giọng hát truyền cảm trong bài hát Huyền Thoại Mẹ. Và cuối cùng đó là sự xuất hiện hết sức đặc biệt của 7 cô Ba Long An đã cho chúng ta một chuyến bay đầy tiếng cười thú vị. Tài năng nhí nào sẽ trở thành thí sinh được yêu thích nhất? Cùng xem kết quả bình chọn ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Biệt Tài Tí Hon mùa 2. Và ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi trên sân khấu Biệt Tài Tí Hon mùa 2 không chỉ đón tiếp 5 biệt tài mà là rất nhiều tài năng trên sân khấu. Và ngày hôm nay thì may mắn quá. Em à, không dùng từ may mắn. Không phải. Đây là chiến lược của đội chúng tôi. Mình phải biết chia giường cơm xẻ áo Tú à. Đừng nói may mắn gì ở đây cả. Hên thôi. Rồi quan trọng nhất là chúng ta bây giờ sẽ xem khán giả bình chọn cho thí sinh nào. Xin mời một trong quý vị khán giả có mặt tại trường quay hãy cùng đăng nhập vào hệ thống của chương trình và giúp chúng tôi bình chọn ra thí sinh nào mà các bạn yêu mến cũng như là ấn tượng nhất. Xin mời. Thời gian bình chọn đã hết. Bây giờ cô xin mời rất nhiều tài năng nhí của chúng ta quay trở lại sân khấu. Cô mời tụi con. Rồi, mình đứng ngay ngắn nha. Đứng ngay ngắn nha. Đó, đúng rồi, đứng ngay ngắn nha. Tú, em có thấy không Tú? Mình chỉ có một sự lựa chọn mà mình cũng có 7 đứa. Bên kia 4 sự lựa chọn mà có 4 đứa. Thiệt, không hiểu nổi. Không hiểu nổi luôn. Con có đi chung với là đội con không? Đi gọi đội lên 11 người. Bây giờ tôi thấy là hả, con gái tôi nó thay bộ đầm ra nó cũng đẹp nữa hả. Cưng quá trời. Cưng à, nhìn xinh ghê. Tú ơi, ngày hôm nay với cái chiến thắng may mắn này thì cảm giác của em như thế nào? Là đội em chiến thắng chưa? Chưa. Chiến thắng là bắt được một nhóm nè, là mừng lắm rồi nè. Thế ra thì bình thường em thấy nó rất là bình thường chị Sam. Đây là dĩ nhiên. Tại vì bọn em thực sự đã có tính toán ngay từ đầu. Wow. Nó vẫn phải nói là có sự tính toán từ đầu. Mình lại chưa chỉ là chơi cho vui. chú Thành thấy tụi con như thế nào nè? Thực sự ra thì đội tụi tôi thì khiêm tốn. Nó nhiều. Tôi thích là yên lặng nha, nhẹ nhàng để cái phút cuối các cháu nó về với chúng tôi thôi. Vậy thôi, hy vọng là tụi con sẽ trở thành những mầm non sau này có ích cho xã hội và luôn luôn được thực hiện những gì tụi con yêu thích.
và ước mơ của tụi con sẽ trở thành hiện thực. Xin cảm ơn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với lại kết quả của chương trình. Ok. Xin mời bảng điểm bình chọn. Thí sinh được bình chọn cao nhất từ quý vị khán giả sẽ trở thành thí sinh được yêu thích nhất trong ngày hôm nay. Và thí sinh đó là ai? Nhóm 7 cô ba lòng lên. Rồi, chúng ta được có quà nha. Đây, con, chúc mừng con. Nha. Rồi đây, của con. Anh Thành ơi, một lần nữa hãnh diện, dõng dạc tặng cho đội của mình. Nhóm 7 cô ba Long An nhận được giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Và gia đình của anh Thành và Tú xuất sắc nhận được giải thưởng từ chương trình trị giá 20 triệu đồng. À, chúng tôi vẫn nói một lần nữa, với sự khiêm tốn từ tận đáy lòng, chúng tôi nghĩ đây là điều hiển nhiên đúng. Dạ, vâng. Thật ra thì với em thì em chả biết nói gì, tại vì nó chơi chung vui. Cảm ơn các bé còn lại đã tham gia chương trình. Tụi con ngày hôm nay cũng trình diễn rất là xuất sắc, nhưng mà mình chỉ thiếu may mắn một chút xíu thôi ha. Tụi con cũng đừng buồn nha. Xin chân thành cảm ơn Dầu Ăn Rani đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình Biệt Tài Tí Hon do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại. Con có biết cô là Diệu Nhi là làm nghề gì không? Cô thiên về ca hát, nhảy múa hay là diễn xuất nè? Tất cả đều được nhưng mà trừ ca hát. Vậy ngày hôm nay con vô đây với ai nè? Với mẹ, với cả bố. Mọi người có nhận ra ai không? Quay hình sơ.